Thế cam đường canh 2 tuổi thì có bắt quả được không? Thì video ngày hôm nay Sĩ sẽ chia sẻ cho bà con được biết là cây 2 tuổi thì có nên bắt quả hay không nhá. Bà con hãy theo dõi hết video này nhá. Đây là cam vườn cam đường canh đầu tiên mà chủ chuẩn bị bắt quả. Này bác chủ bác ấy bắt rất là sớm, nhưng mà đối với những cây đang bắt quả nhỏ như thế này ấy, thì mọi người lưu ý là hãy tránh hiện tượng là sẽ bị để cho nó rụng lá. Bởi vì là nếu mà rụng lá nhiều quá ấy, thì là cái tỷ lệ nó sẽ ra hoa nó cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà cái tỷ lệ mà nếu mà chúng ta mà hãm đau thì nó sẽ không kéo được chồi ra, thì nó sẽ một là làm cho cái cành đấy nó quá nhiều hoa mà lại không đeo theo lá, thì sau này là một là tỷ lệ mà giữ được quả ấy, thì quả nó sẽ rất là sát, nó sát cuống, thì cái quả của mình một là sẽ vào thời điểm mà nó sẽ dễ bị lứt này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà cái cây của chúng ta bị cứng cuống ngắn quá thì sau này nó dẫn đến hiện tượng là sẽ bị quả nó sẽ cứng quả và chất lượng quả nó sẽ không ngon. Và đối với những cái cơ vườn mà không đào rễ thì chắc chắn sau này thì cái gặp cái tình trạng mà thời tiết mà nó bị mùa đông mà nó có cái hiện tượng mà mưa xuống thì cái quả của mình sẽ bị sù vỏ nhiều hơn. Thì mọi người hãy lưu ý cái việc đó. Thì nhiều người thì hỏi là ra cái cây mà bé như thế này thì có đủ bắt được không, thì sẽ phụ thuộc vào cái lực kinh tế của bà con. Nếu mà ví dụ cây như này thì được khoảng gần 2-5 tuổi. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ mọi người hình dung là để mà bắt quả đối với những vùng đất mà khí hậu độ ẩm tốt, ví dụ như Mộc Châu hoặc Yên Bái, thì đối với những cây như thế này nhỏ nhỏ như thế này thì vẫn có thể tỷ lệ mang quả, nhưng mà nó có được một cái là có thể vẫn được cái thời điểm được hai đợt lộc trong giai đoạn một năm sau. Nhưng đối với khu vực của Bắc Giang hay một số khu vực mà Hòa Bình mà đất mà nó kém ấy, thì nó sẽ không có sinh chồi, không ra được chồi trong giai đoạn tháng 6 hoặc tháng 8. Thì đấy là lý do vì sao mà Sĩ sẽ khuyên mọi người là nếu mà mọi người có đất trồng rộng như thế này thì chúng ta có thể để cây nó sinh trưởng trong vòng 2 năm và năm thứ 3 thì chúng ta hãy lên bắt quả. Còn đây là cây mới được năm thứ 2, gọi là hơn 2 năm tuổi một tí, nó hơi nhỡ. Thế nên là nếu bà con mà nếu mà có điều kiện kinh tế thì hãy xem xét mình có nên bắt quả những cây nhỏ như thế này hay không. Còn nếu chúng ta đã bắt rồi thì những đối với những cây như này thì chúng ta không nên bắt sai quá nhé. Nghĩa là những bộ lá như này nó đang là rất là ổn này. Mọi người hình dung này, cái lá như thế này thì đã ủ hoa được khoảng 2 lần thì bộ lá cũng đang đứng và đang chuyển sang cái chế độ phục hồi lại, lá đang căng ra rồi đấy, đang giãn lại rồi nha. Mọi người nhìn lưu ý việc này. Thì còn nếu mà bây giờ là một số người thì cây bé thì thường thường mọi người sẽ dùng những cái dòng ức chế sinh trưởng, ví dụ như Paclobutazone hay là những cái dòng Uliquizone ấy. Thế nhưng mà nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cây của chúng ta lá rất là mo. Mà nếu mà như vừa rồi thì đến cái hiện tượng bị gió sương muối thì nó sẽ một số vườn thì nó bị rụng hết, bị trơ chọc hết như thế này. Đấy, rụng hết trơ chọc như thế này thì sẽ dẫn đến hiện tượng là cái từ chỗ này thì chắc chắn sẽ ra hoa nhiều này. Nhưng mà để mà đảm bảo mà cái tỷ lệ mà đậu quả thì nó sẽ gặp phải vấn đề rất là cao trong vấn đề mà giữ trái cũng như là làm chất lượng của trái. Đấy, mọi người nhìn đây thì nó sẽ không bị rụng lá ngọn, bởi vì là sẽ không dùng những cái phương pháp là một là sẽ không dùng những ức chế, thứ hai nữa là nó sẽ không dùng những cái hoạt chất đạm dẫn đến cái tỷ lệ mà bộ lá mẫu cũng như là cái bộ lộc đông vừa rồi là rất là đanh. Rất là đanh, chỉ vừa rồi là bị rụng cái lá gầm thôi, nhưng mà ở chế độ có thể chấp nhận được nha. Ok, chị chia sẻ giới thiệu với bà con như vậy. Nếu mà bà con nào mà đang trồng cam đường năm thứ 2 mà có thể muốn bắt quả thì hãy lưu ý cái việc mà Sĩ vừa chia sẻ. Một là nếu mà trồng khoảng cách thưa như thế này thì có thể lên để trong cái quá trình thời gian thêm một năm nữa. Còn nếu mà đã bắt thì hãy bắt nhẹ tay trong quá trình mà mình ép ra hoa thôi, bởi vì nếu mà mình sẽ ép chặt thì tỷ lệ quả nó sẽ giữ cũng rất tốt, nhưng mà nó sẽ mất đi cái thời kỳ sinh trưởng của cây giai đoạn năm sau. Ví dụ như cây như này thì tỷ lệ ra hoa vừa phải và vẫn có thể tỷ lệ đạt được yêu cầu của giai đoạn sinh trưởng của vụ sau nha mọi người nhé. Đừng ép quá để cho làm ra hoa, hoặc là nếu mọi người mà đã ép rồi thì hãy giữ bộ lá,
tránh để cho cái tỷ lệ rụng lá nhiều hơn. Ví dụ như thế này là cũng rất là cân đối này. Yeah, ok. Tất cả những cái lách mầm đều sưng to, đều sưng rất là to. Đấy, cây lam đầu nhưng mà khi mà mình ra quả là cây rất là đanh, rất là rắn giỏi. Không quá tơ. Mọi người lưu ý nếu mà mình giai đoạn chăm hoa chuẩn bị bắt hoa ấy, thì hãy giữ bộ lá đanh hơn, đừng quá mướt. Nếu mà quá mướt thì nó sẽ rất rủi ro trong quá trình mà nếu mà mình ép đau thì cái tỷ lệ lá nó đột ngột, thì một là lá sẽ rụng nhiều nếu mà bộ lá mỏng, hai là lá sẽ bị nó sẽ bị cúp một cách là gần như là gọi là biến dạng, thì nó sẽ làm cho cái cây của mình sẽ bị sốc. Nếu mà chúng ta chuẩn bị vi lượng hữu cơ ấy, thì cái bộ lá đã được đanh chắc từ lúc mình phát triển chồi lộc rồi, thì nó sẽ quá trình mà tích lũy dinh dưỡng vào thân đủ cái bộ diệp lục rồi, thì nó sẽ làm cây của chúng ta sẽ phân hóa mầm hoa một cách khỏe hơn, tự nhiên hơn. Ok, cảm ơn bà con hãy follow kênh của Sĩ và theo sát cái quá trình hình thành Sĩ đang giúp bà con đang trồng cây có múi bắt quả của vụ 2024. Có câu hỏi gì bà con hãy đặt ở bình luận. Cảm ơn bà con rất là nhiều.